Thưa quý vị và các bạn, vào lúc này thì chúng tôi đã có được những thông tin cập nhật về hậu quả của vụ thiên tai đặc biệt nghiêm trọng tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên. Xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên có 167 hộ, 760 nhân khẩu. Khu vực sạt lở có 37 hộ, 154 khẩu và 4 khẩu nơi khác đến. Sau rà soát, đến nay có 22 người tử vong, 17 người bị thương, 5 người chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai điều trị, một người chuyển đến Viện Việt Đức điều trị, 73 người chưa tìm thấy, 46 người đã được cứu hộ an toàn. Sáng nay, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường và lãnh đạo các cơ quan của tỉnh đã có mặt tại Sở Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn đặt tại nhà văn hóa thôn Làng Nủ, trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Sư đoàn 316 của quân khu 2 đã cử 200 người, 80 chiến sĩ công an cơ động của Bộ Tư lệnh Cơ động tại Lào Cai cùng một số lực lượng khác đang tham gia công tác khắc phục thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.